bây giờ còn ở đang bún nước lèo cô Quyền nha cả nhà. Đó, bây giờ là hôm nay là cô này là có biệt danh là cô bún chửi. Đó. Để còn wow, còn cũng chứng cô nha cả nhà. Ủa cô, đây mình bán gì cô? Nước bạn mình. Dạ. Chị Quyền mà hỏi Quyền bán. Sao gài tài sớm vậy? Trời ơi, mới sáng sớm vui vẻ không quạo nha cô. Bởi vậy đừng có gài tài. Dạ. Bán bún nước hỏi bán gì? Cho có gì đó lạ lạ đó cô. Có gì lạ? Trời, nghe tiếng tâm của cô cũng lâu lắm rồi nha. Bữa nay để khịa khịa cô chứ cho gì vui. Lạ lạ. Cái gì lạ ở đây cũng lạ chơi hết á. Đó. Quan trọng là các bạn đúng thôi. Đây là bán gì ngon nhất cô? Các bạn tự cảm nhận của các bạn. Bún với mì cái nào cũng ngang nhau. Dạ. Cái nào mình chơi đó. Bún với mì cái nào cũng ngang nhau. Ok, thích cái nào là mình chơi. Ủa Ngọc, em ăn gì Ngọc? Em ăn gì? Đầy đủ là có đầy đủ. Đầy đủ lấy bún với mì luôn á. Đây là đầy đủ. Không được. Bây giờ mì bún là bún, sao bún với mì chứ. Đầy đủ. Mì khô hay nước? Mì khô. Còn bạn trai. Con à lấy mì luôn. Khô mà làm nhuyễn giùm con nha mì. Khô hay nước? Khô. Ok. Đó, đây là cô Quyền rất là vui vẻ nha dù. Khô là khô, mà nước là nước. Ủa mà khô nước cái nào ngon hơn cô? Tùy theo bạn cảm nhận thích ăn nước. Bạn cảm nhận. Ủa phần của con có tới chưa hay là đang làm phải không? Rồi rồi. Mới kia kìa bà ơi. Ngọc qua đây. Ai đưa giấy 500 mà không biết. Trời ơi, đưa tiền mà không nhớ người thối là chết rồi. Trời mới vô lộn hình lại vậy. Trời mới vô làm cô Huyền nóng rồi đó. Sáng sớm mà. Ủa đây là mình có trứng. Cái này là trứng lòng đào của cô. Trứng chính xác. Bò viên nè. Rồi bò viên nhìn thấy hơi giờ, thấy trứng không nè. Rồi đó. Hơi bị tới nha cô ăn này. Trời ơi ăn gọi là bổ trường kỳ á. Bổ trường kỳ luôn hả? Ừ. Thấy tôm của Quyền không? Rồi. Quết ra xài chỉ luôn rồi đó. Cái này tôm gì? Tôm quết ra. À tôm quết ra. À lạng. Rồi bạn ăn thử đi mới biết được tôm. Dạ dạ. Rồi nhìn hấp dẫn quá con. Ủa con này là gì vậy cô Quyền? Bò bầm. Bò bầm à, bò kia là bò miếng. Bò lát. Bò bắp. Bò bắp. Là bắp hoa đó. Bắp hoa trời. Tại con ăn đi ăn bò cũng ăn bắp. Vậy bạn ăn thử bắp này đi. Rồi để ăn để cảm nhận cho cô Quyền. Đặc biệt cây con. Ồ. Ở đây mình bán từ mấy giờ? Cái mấy giờ cô Quyền? 10 giờ sáng. 10 giờ sáng. 5 giờ chiều. Thứ 6 nghỉ hàng tuần. À. Cô Quyền không có chi nhánh nha. Dạ. Chỉ là độc quyền ở đây luôn đúng không? Nhánh cô Quyền là nhánh gốc á. Mấy bạn đi lộn chỗ là nhánh lai á. Ủa sao thấy chỗ kia nó ghi là về qua đây? Nhánh lai á. Ở của Quyền là về là mình mới ghi chứ về. À, mà lúc trước ở đâu? Bán năm bên hẻm bên bển luôn. Dạ. Rồi quán này là cũng thấy nhiều nghệ sĩ vô ăn đợt, thấy trứng hành, anh Đức đồ có ghé ăn luôn. Bởi vậy, có thấy cô Quyền xinh nó đóng phim chưa?
Trời ơi. Cái bò cái hai là bò cái biết rồi. Đó xin cái hai cái đóng viên luôn á. À vậy là. Rồi có đóng không cô? Nó đâu cho Quyền, nó đóng cho đóng dây hiền quá. Cô Quyền khoái đóng cái dây mà ai leo lên ngọn cái đây mình chặt cái gốc á. À vậy. Nó nói dây nó hơi ác. Dây mới xứng với cô Quyền. Đó, phải chơi vậy đó. Chơi phải chơi nổi chứ ai chơi không nổi thì chơi. Đúng rồi. Lần chơi lần khó, có chơi lần một quá. À. Nhưng hai là bò, nhưng đầy đủ. Nhưng hai là bò như vậy đủ. Hai là bò phụ nữ phụ nam vậy? Chết rồi, lát đầu hành vớt qua cho nam đi. Đó, cô Quyền vui vẻ lúc nào cũng bán đắt nha. Do cảm nhận của các bạn tới với Quyền. Dạ đúng rồi, mình bán mình phải thoải mái vui vẻ thì nói chung khách nè. Đến, ủa mình bán là cỡ 5 giờ chiều hết đó cô. Rồi, của con là xong rồi hả cô? Ừ, rồi, rồi, rồi. Trời ơi. Vô bà để ngủ, trời ơi, trời ơi. Chết luôn rồi, để đi qua bà. Chết rồi. Nãy giờ nó nói chuyện với tôi con à. Đó, đây là đặc sản. Dạ, dạ. Nè cô. Đó đây là mì trộn của cô Quyền. Đó đây là câu đặc biệt nha cả nhà. Đó xong rồi phải không? Bây giờ bắt đầu vô trải nghiệm của cô Quyền ăn xem thế nào nha cả nhà. Đó đây là chén muối ớt, chắc này là ăn với muối ớt. Đó thấy cô Quyền có để sẵn chén muối ớt thì mình cứ chấm đi. Đó tiệm này là có số tuổi đời là gần 200 năm. Em có ăn thêm món không Ngọc? Đó, đặc biệt nãy quên hỏi giá của Quyền là nhiêu nha cả nhà. Nói chung là lát hồi ra hỏi câu này câu đặc biệt. Đặc biệt là có gì ăn sớm không? Đây là đặc biệt là có bò bắp. Bắp bò nè, trứng lòng đào nè, với bò viên nè. Đó rất là nhiều nha cả nhà. Có chả tôm nữa nè, tôm này nhìn rất là hấp dẫn. À cái này tôm, tôm quái. Tôm tươi. Dạ dạ dạ. Đó. Giờ để không? Đó đây là bé Ngọc. Sau một thời gian vắng bóng. Đó bữa đi xem clip trung thu cũng nhiều người nhắc tới em lắm Ngọc. Dạ. Đó em chào mọi người Ngọc. Em chào mọi người. Đó. Ủa. Ủa alo alo. Sao dừng live stream mà ngã cái gì trời. Tự tin lên đi Ngọc. Không, tại vì lên kênh của anh Toàn thì em hơi ngại xíu. Đó. Bây giờ em đang tập, bây giờ em đói bụng quá mọi người, em mới đi làm về á. À, nên đó. Là bây giờ em sẽ ăn, đi ăn với anh Toàn. Mọi người nhớ ghé ở đây ăn nha. Ở Phú Nhuận. Để em ăn thử thôi. Đó, đây bé Ngọc ăn thử. Đó, câu bé Ngọc ngọt nhỏ hơn Toàn xíu. Mì trộn của cô thì em ăn cảm thấy sao? Ừ. Cái chỗ nào đủ bốn thì cho mình ngồi đây đó. Nó kiểu như là nó có bị mềm bụng. Nó sẽ hơi còn một chút giòn giòn của mì gói luôn á. Dạ. Thấy trong tô mì gói là có cây giả với có bánh phồng tôm. Đúng rồi. Ăn thử bánh phồng tôm thấy nó ngon. Đúng không? Ừ. Có. Ủa, cái này là tôm nè, cái này là tôm nha. Là tôm dạng sao? Tôm dạng là người ta là bằm. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Sẽ sinh tố hay sao á. Không, người ta bằm á. Bằm. Xong rồi người ta sẽ kiểu như quết luôn, không có kèm chả gì hết á. Dành tôm không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngon lắm luôn á. Thấy bé Ngọc ăn mà muốn chảy nước miếng luôn á.
Đó, rồi đó Ngọc chuẩn bị ăn trứng lòng đào. Trứng lòng đào hả? Đó. Em ăn hết luôn hả Tâm? Ừ, lần dứt hết luôn. Kệ đi ha, thô nhưng mà thật ha. Đó, thô mà thật nha. Thì cái... cho thêm một miếng mồm ớt luôn nha. Đó, Ngọc ăn cay lắm nha. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. Ê. Ừ. Trời ơi, nó chảy ở trong luôn không? Ngon luôn á. Ngon. Nó tan trong miệng luôn á mọi người. Ủa mà đây là lần đầu tiên em ghé của cô Quyền luôn hay là em ghé được nhiều lần rồi? Lần đầu tiên. Lần thứ nhất em ghé nhưng mà nó kiểu như em đi buổi chiều á. Sau 5 giờ là cô hết bán rồi, kiểu như là cô bán xong rồi. À, cô bán... giờ sáng tới 5 giờ chiều nãy cô có nói. Đúng rồi, em không biết. Sao em ăn quán gần gần đây nè, cũng được. Nó hơi nhiều ấy. Trung gần đây cũng có. Đúng rồi, nhiều lắm. Nói chung một người đạo lên tên tuổi thì nói chung sẽ mọc ra những cái con nhánh kế tiếp, nhưng không phải là của cô Quyền. Đúng rồi. Nó sáng giờ chưa ai chọc cô Quyền gửi nha cả nhà. Anh Tài là người đầu tiên. Nói chung dẹo gỗ cho vui. Em ăn cái này em liên tưởng đến bát cháo hành, nhưng mà này bán nước bát nước lèo hành. Em đem dao vậy? Đó. Nhưng mà cô Huyền tinh tế lắm nha mọi người. Tại vì sao, ví dụ như mình là nữ, cô Huyền sẽ làm ít lại đúng không anh? Đúng rồi. Là làm cái tô của anh Toàn nè, có đầu hành nè, có đầy đủ luôn. Giống như là tinh tế đến nỗi mà giống như nhìn vóc dáng của con người mà có thể làm một cái tô đó để cho ăn vừa. Đúng rồi, không có bị quá nhiều á. Nói chung là dòng eo 18. Với dòng eo 18 ta. Nên lúc nào cũng là dòng eo 18 chứ không phải con người đâu anh. Nói ghẹo em thôi, nói chung là bé Ngọc là ba dòng đầy đủ nên cũng cô Quyền làm theo, nhìn theo dạng là chăm body. Tướng gì đó, body hay body. Đó, bé Ngọc đang ăn nè mọi người. Ủa, nước ngon quá. Chưa, chả đâu em, coi chả gì. Chả này hả? À. Này em nghĩ chắc chả... Anh nhìn giống màu cấu cấu, chắc chả bò hay sao em ăn thử. Này heo nha. Heo. Ừ, heo. Đó. Nói chung cái này là ai ăn hành được thì vô quán này ăn thấy ngon. Còn những người mà chị hành nó vô quán này. Ôi trời ơi. Không, nhưng mà cô cũng sẽ hỏi trước nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cô cũng tâm lý ổn, cho kỹ. Không, mà ngồi đi buổi trưa giờ này cô dễ thương nè. Vừa chiều xế xế cái là cô cọc nha. Đúng rồi, giờ nó đông quá. Đúng rồi. Không, bây giờ em thấy mọi người vô cũng quá trời luôn á. Giờ này đa số anh thấy là bán cho những người làm văn phòng á, anh chị làm văn phòng. Cảm ơn. Công ty á rồi, dễ ăn. Đó. Bây giờ cũng có mấy anh shopping food đứng xếp hàng mua. Có thêm ăn đồ gì mình cảm thấy đủ no không Ngọc? Quá đủ luôn. Đó, mình coi là hấp dẫn rồi. Nó bắt đầu còn ăn tôm quết nha cả nhà. Cái nhà tôm này làm á, cô Quyền làm hơi bị ngon. Đó, đang thử cục bò viên. Bò viên của cô Quyền làm xem sao. Bò viên cũng thơm cả nhà. Ăn bắp bò. Nói giờ còn sang cái trứng lòng đào. Nói chung cái hương vị của cô Quyền là khác với mọi người. Đúng rồi.
Đó, giờ bắt đầu còn sẽ ăn hành nha mọi người. Đó, đây là một muỗng hành. Trời ơi. Chả này như chả heo Ngọc. Đúng rồi, chả heo. Nói chung muốn tạo lên một cái thương hiệu ok đó, như cô Quyền đó, thì nói chung mỗi món đều phải ngon. Đó vô mọi người ăn mà coi clip này thấy mọi người cảm thấy hấp dẫn ngon á, mọi người cứ ghé qua 38/2 Nguyễn Công Quang uống nhận nha cả nhà. Nói chung quán này là không, dạ không có chi nhánh không cô Quyền? Rồi đó, còn ăn đó một tô của cô Quyền á mà hơi no nha mọi người. Nói chung thấy cướng còn bự chứ còn ăn không có được nhiều nha cả nhà. Đó, giờ còn như đây no nhưng mà vẫn phải gán ăn hết nha, chứ bỏ là uổng tội lắm nha. Bé Ngọc nè, bé Ngọc rồi trả tiền nha cả nhà. Thôi được rồi. Thôi. Đó, giờ còn sẽ qua tính tiền nha. Lượng khách của cô Quyền là ra vô đều đều. Ủa cô Quyền của con nhiêu cô Quyền? 160 không cô? Dạ. Chưa mua nha. Dạ, kính ghẹo cô Quyền cho cô Quyền chửi chơi. Trời ơi, chửi gì bạn, yêu các bạn không hết. Ủa mắc kiến. Trời ơi. Như á, cô Quyền sao con... Nói nhiều quá đất ơi. Cô Quyền, sao con ăn á, con thấy nó... Nó sao? Nó hơi bị ngon á cô. Bởi vậy mới lấy tiền ngược bạn chứ. Dạ. Nó dở Quyền, nãy giờ Quyền đâu lấy được tiền. Trời ơi, rồi con cảm ơn cô Quyền nha. Cảm ơn các bạn yêu nhiều. Rồi con chúc cô Quyền lúc nào cũng bán đắt nha cô Quyền. Rồi cảm ơn bạn. Rồi con xin phép đi trước nha cô. Vâng. Rồi bye bye nha cô. Rồi đó. Thôi giờ bắt đầu còn xin phép đi về nha cả nhà. Đó đây bé Ngọc chuẩn bị hai người. Đó bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà xem clip của con vui vẻ nha. Nhớ cho con một like, một chia sẻ nha cả nhà.